Xin kính chào quý khán giả đang xem trên kênh Nhà đẹp và Thiết kế. Hôm nay Nguyễn Tất Thành lại muốn giới thiệu cho quý khán giả một mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật. Mẫu này thì có diện tích đất là 750 m² và diện tích nhà là 17,5 x 8,5. Còn diện tích xây dựng là 200 m² và chi phí của ngôi nhà này là cứ 5 triệu trên 1 m². Đó. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho quý khán giả mẫu nhà này. Thì bên ngoài bạn thiết kế rất là đơn giản và theo hiện đại thôi. Và bên trong nhà thì những cái đồ nội thất bạn tận dụng những cái thời xưa, những cái đồ cổ thời xưa. Hiện tại là bạn đang đặt nội thất rồi, nhưng bạn vẫn đang tận dụng lại những cái đồ cổ này. Bây giờ mình mời các bạn vào tham quan ngôi nhà. Đó, đây là ngôi nhà biệt thự nhà vườn mái Nhật. Đó, bên trên là bạn làm bằng những cái phào chỉ, những cái đường nét bằng điểm bằng cái cà phê cháy, nhìn rất là theo nó đúng theo phong cách hiện đại luôn. Và cái phào chỉ bạn sẽ không điểm nhấn một màu gì cả và sơn đồng màu với tường luôn, màu trắng luôn. Thì nhìn xa thì nếu các bạn sơn phào chỉ ở trên đó thì nó sẽ rất là đẹp, nhưng mà nhìn gần thì nó sẽ rất là rối mắt. Đó. Bây giờ bước lên 5 bậc để đi vào sảnh. Thì sảnh này có diện tích là dài 4 m và chiều sâu là 2,5 m. Cái cửa ở sảnh chính này là 2,83 m. Đó. Thì đây là một cái không gian chung, phòng khách kết hợp phòng thờ, nhưng bạn đã thể hiện bằng hai cái phân bổ đó. Nó tượng trưng cho với ngôi nhà 3 gian. Đó. Cái phòng khách này thì có diện tích khoảng là 50 m², rất là rộng. Và bạn này là bạn tận dụng những cái đồ nội thất ngày xưa để lại. Giờ mình sẽ dẫn các bạn vào tham quan phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì có diện tích khoảng 20 m². Thì phòng ngủ này là kết hợp ngủ và học hành. Đó. Và bên dưới đường chỉ bạn đều ốp chìm nha các bạn. Phòng ngủ số 2 này thì có diện tích nhỏ hơn là 18 m². Giờ mình sẽ dẫn các bạn vào xem quan phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì cũng có diện tích khoảng 18 m². Đó. Thì phòng này hiện tại bạn đang khóa này. Đây là cái khu vực mà đi xuống bếp và khu vực vệ sinh. Thì khu vực bếp và vệ sinh bạn làm cách biệt, đẩy lùi về phía sau rồi. Đó, phòng ngủ này thì cũng có diện tích là khoảng 18 m². Đây là cái lối hành lang đi xuống bếp. Và toàn bộ cái khu vực bếp này được khoảng 50 m², rất là rộng luôn các bạn. Và rất tiếc cho cái ngôi nhà này là vệ sinh thì được làm vệ sinh đẩy lùi về phía sau, làm tách biệt ra bên ngoài ngôi nhà. Đáng nhẽ ra thì các bạn làm nhà cho các bố mẹ già thì lên vẫn phải có một cái phòng vệ sinh chung, vệ sinh khép kín, để nó thuận tiện phục vụ cho người lớn tuổi. Đó. Bây giờ thì mình lại dẫn các bạn lại tham quan lại cái mặt tiền bên ngoài ngôi nhà. Thì bên trên cái hệ mái của bạn này, bạn thiết kế một cái ống khói để làm mát mái. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Các bạn cần tư vấn thiết kế phong thủy nhà cửa, hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và các bạn đừng quên cho mình để lại một nút thích, đăng ký kênh. Đừng quên chia sẻ video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.